Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết đợt phát động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 và gặp mặt biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Quỹ Vì Người Nghèo và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã hỗ trợ 100 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Vĩnh Long trị giá 5 tỷ đồng. Sau hơn một năm phát động, đã có 495 tổ chức doanh nghiệp và hơn 16.500 cán bộ công chức viên chức người lao động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tham gia đóng góp trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu, tạo sinh kế cho người dân, xây dựng trường học, kết mới, sửa chữa 1.051 căn nhà tình nghĩa, xây dựng sửa chữa 2.221 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền hơn 1.365 tỷ đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp các nguồn quỹ và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Theo đó, Ban Bí thư nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước. Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng chỉ đạo tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Năm 2022, kinh tế thành phố Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8%, đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị lần thứ 10 Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 2022, thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8%, thu ngân sách đạt cao tăng 6,8% so với dự toán, bảo đảm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng chống dịch, sản xuất kinh doanh phục hồi, các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục lại. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội còn thấp, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thoát nước đô thị ngày càng quá tải. Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 7%, GDP trên người khoảng 150 triệu đồng. Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Liên quan đến sự việc hàng trăm học sinh tại trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai cử nhóm chuyên gia trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai cử nhóm chuyên gia tham gia đoàn công tác của Bộ Y tế, gồm đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục An toàn Thực phẩm, trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu nguyên nhân, xử trí cấp cứu, điều trị người ngộ độc. Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tập trung mọi nguồn lực để theo dõi, xử trí kịp thời diễn biến của các ca ngộ độc, tổ chức hội chẩn trực tuyến, xin ý kiến Bệnh viện Bạch Mai đối với những ca bệnh có diễn biến tăng nặng, nguy kịch. Đồng thời, Cục đề nghị Viện Pasteur Nha Trang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác của Bộ Y tế để tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc để giúp điều trị hiệu quả. Đợt mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến cho nhiều nơi tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị ngập cục bộ, nhiều trường học và nhà dân bị ngập nước, gây nhiều thiệt hại. Đến sáng nay, sau khi nước đã rút, lực lượng vũ trang cùng với chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Tại khu phố 2 thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, nước đã rút nhưng lượng bùn non để lại là cực kỳ lớn. Nhiều đoạn bùn non cao hơn 20 cm, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Trận lũ hôm qua cũng đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở khu vực này. Nhiều nhà dân đây nước tràn vào trong nhà, đồ đạc ướt hết. Số hộ dân trong chợ là
thu dọn kịp, nước lên rất là nhanh, dọn không kịp, ảnh hưởng thiệt hại vô cùng lớn. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện để hỗ trợ người dân và chính quyền khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung tại các trụ sở cơ quan, trường học, chợ và các tuyến đường cần sớm được lưu thông. Sau khi nước rút thì khẩn trương huy động 50 cán bộ chiến sĩ xuống Ủy ban nhân phường để hỗ trợ các lực lượng chức năng để dọn dẹp và để phường để ổn định để làm việc trở lại. Đặc biệt là các cái khu vực trọng điểm như là Ủy ban nhân phường, rồi các cái trường học, trung học cơ sở, rồi các cái trường mầm non trên địa bàn phường Cần Ráng. Do nước lũ lên nhanh chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nhưng lại gây nhiều thiệt hại lớn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang sẽ góp phần giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.